tai nạn với nó, đi xe ô tô của đài truyền hình luôn ạ. Trên xe có 4 người bị lật trên đường cao tốc. Cô này thì cô ấy đúng là may mắn rồi, là chỉ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương sườn, là kính đâm vào người bất tỉnh, xong rồi tỉnh dậy là thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi. Đó thì em nghĩ là em mơ thôi, cũng như là một giấc ngủ dài ạ. Thì em thấy anh ở bên cạnh và thấy mẹ em. Thì cỡ chừng chưa được một tháng sau, đang đi bộ thì tự nhiên là chân khuỵu xuống. Có người ta không biết, người ta đỡ thì người ta cũng sốc lên, thì đúng vào cái phần tay này, người ta kéo tay nó ở đó thì gãy luôn cả tay cả chân, đúng vết cũ luôn. Sau khi bị lần thứ hai, cô ấy lo lắng quá, cô nghĩ rằng cô là người vô dụng, cô ấy sẽ không thể nào cô đi lại được bình thường, sẽ trở thành người tàn phế. Con chào cô Vân ạ, em chào anh Quốc Thuận. Rồi mời hai em ngồi. Chào cưng. Bây giờ chúng ta thống nhất với nhau là anh chị á. Dạ. Lời đầu tiên cho phép Đinh Vi Trường xin được gửi lời chào thân ái và những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Em năm nay được 36 tuổi, hiện tại thì em đang là ca sĩ. Ba em. Dạ, em xin được giới thiệu, em tên là Lê Thu Hương, em năm nay 33 tuổi ạ, và em cũng là ca sĩ ạ. Hai em đã có em bé chưa? Tụi em hiện tại đang có một bé trai được 16 tháng ạ. Kể cho anh biết đi, hai vợ chồng lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu? Bọn em thì ngày xưa là cùng là ca sĩ, đi hát với nhau ở ngoài Hà Nội, đi hát phòng trà. Cái thời gian đầu là em biết cô này không biết em. Mỗi lần em đến á, lúc em chuẩn bị hát thì là cô hát xong rồi cô đi mất rồi. Nhưng mà lúc đó là Trường đã hát, đã tham gia chương trình Chưa, lúc đó là em chưa vào Sài Gòn và em chưa tham gia chương trình Việt Nam Idol. Em cũng để ý cô bé này là làm cùng chỗ với mình, cũng xinh xắn, cũng dễ thương, cũng hát cũng hay. Thời gian sau đó thì tụi em có duyên được diễn chung một cái chương trình đi tỉnh, được đi chung xe với nhau, và cô ngồi ghế trước em mới có cơ hội để chuyện trò. Với Thu Hương thì em ấn tượng gì nhất ở Thu Hương? Ấn tượng nhất với vợ em lúc đó là làn da. Làn da cô rất trắng. Em thì thích phụ nữ là phải có làn da trắng. Ồ, như em cũng trắng. Đã không phải. Hương ấn tượng ở Trường là điều gì? Lúc mới đầu gặp anh Trường thì em cũng chưa có một cái ấn tượng gì lắm. Có những buổi mà em hát ở phòng trà, gửi xe ở ngoài, em có nghe thấy một giọng nam hát rất hay. Quay lại sơ, giọng giống Lam Trường thế. Ngày xưa Lam Trường là ấn tượng của em. Cuối cùng lúc đi vào thì ra là anh Trường. Lúc đó thì bắt đầu em mới để ý đến anh. Cũng là anh Trường nhưng mà không phải anh Lam Trường. Đúng rồi, mà Lam Trường cái thời đó là nổi như bài mưa. Lúc đấy anh Lam Trường, em cũng chỉ nghe nhạc của anh Lam Trường không, và em hát lại hơi bắt chước anh Lam Trường một xíu, mà toàn hát bài của anh Lam Trường. Em hát thử một câu đúng rồi, giống Lam Trường nữa. Chị đang bây giờ đề nghị giống như em. Bây giờ thì lại không giống nữa rồi ạ. Cứ hát đi, không cần. Cái bài nào mà em cho rằng nó giống Lam Trường nhất? Cái bài mà em thích nhất của anh Lam Trường vẫn là bài Tình Thôi Xót Xa. Nhưng mà bây giờ em hát thì không thể nào mà giống được như lúc trước em bắt chước, là bây giờ em hát đúng theo kiểu của em. Em hát đi còn không là tới anh hát đó nghe. Từ khi quen em, anh đã biết bối rồi, vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi xin em chớ quên. Làm Trường vô nghe. Chúa trên cao, hoa lá lâm lênh đênh, nụ hôn thương anh trao em rồi. Tiếp trường này xóa đi để đỡ lại cho anh Lâm Trường. Em như kiều đắm say cho hôn ngất ngây, cuộc tình ở dài lâu ngô sâu vòng tay em ai. Hay quá. Lắp trường. Hương hát cho chị nghe đi. Hương hát cho chị giọng nghe. Giọng Hương hay lắm á. Anh đã nghe lần nào đâu ạ? Thêm một bài nữa đi. Em vợ em hai vợ chồng song ca được không? Vợ em thì là một ca sĩ mà hay hát đặt nước ngoài, toàn hát tiếng Anh thôi ạ. Thì kể đúng câu cũng được em. Hương hát đi Hương. Bất cứ một bài gì vợ cảm thấy là vợ hát được ngay lúc này thì vợ hát. I love you, but I gotta stay true. My morals got me on my knees, I'm begging please stop playing games. I don't know what this is, but you got me cool, just like you knew you could. I don't know what you do, but you do it well. I'm under your spell. Hay quá. Trời ơi, hai vợ chồng thiệt á, coi như là kẻ tám lạng người nửa cân, không ai thua ai mà không ai hơn được ai luôn hết. Bây giờ mình vô thẳng nữa cái giai đoạn mà các bạn yêu nhau đi. Dạ, năm 2008 là em bắt đầu em thi Việt Nam Idol, thì bắt đầu 2009 em bước chân vào Sài Gòn. Chính thức em sống tại Sài Gòn từ năm 2009 cho đến 2014, nghĩa là khoảng 5 năm là tụi em xa. 5 năm yêu xa. Yêu xa 5 năm luôn. Dạ. Wow, coi như là cứ anh đầu xong em cuối xong vậy đó hả cưng? Ai có thời gian rảnh thì lại bay ra, bay vô, gặp nhau thăm nhau vài ngày. Mà trong thời gian xa như vậy, có những kỷ niệm hay những cái biến cố gì mà nó là không thể quên được á, ở trong cái cuộc sống của hai đứa tụi em không? Đối với em thì lúc đó nó là biến cố, bây giờ nó là kỷ niệm rồi. Tức là cô này lúc đó cô ấy
sinh viên của trường đại học ngoại ngữ, có thời gian mà đi du học ở bên Trung Quốc nữa. Đài truyền hình Quảng Tây và đài truyền hình Nam Định hay mời cô sang bên đó để biểu diễn vào những dịp lễ, dịp Tết. Thì mỗi năm cô đều qua đó 1-2 lần để biểu diễn. Thì là năm 2010 bị tai nạn bên đó, đi xe ô tô của đài truyền hình luôn ạ. Trên xe có 4 người bị lật trên đường cao tốc, thì là có 2 người mất ngay tại chỗ, còn 1 người thì là sống thực vật. Cô này thì cô ấy đúng là may mắn thôi, là chỉ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương sườn. Ủa, là kính đâm vào người bất tỉnh, xong rồi tỉnh dậy là thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi. Bao lâu mới tỉnh dậy? Mẹ vợ em bây giờ mới gọi điện cho em, mà lúc đó em lại đang quay một bộ phim truyền hình trong này. Khi mà em nghe điện thoại là em cũng sốc lắm, bởi vì là mẹ nói là không biết nó sống hay chết bây giờ như nào con ạ. Nghe đến đó là em biết là nặng lắm rồi. Em cố quay xong ngày em đó thì em xin đạo diễn là dồn lại tất cả những buổi quay của em sang ngày khác cho em xin nghỉ vài ngày để em ra. Thế là em cũng sắp xếp được công việc. Sau đó em ra thì em đi liền sang Trung Quốc. Đi đến Trung Quốc thì sang đó cô vẫn bất tỉnh. Em ngồi đó em chờ, khi mà cô tỉnh dậy thì cô thấy em ở bên giường bệnh rồi. Có nghĩa là mở mắt ra là em thấy trường đầu tiên. Dạ. Trời ơi, lúc đó cảm giác em sao? Lúc đó thì em nghĩ là em mơ thôi, cũng như là một giấc ngủ dài ạ. Thì em thấy anh ở bên cạnh và thấy mẹ em có hỏi là ố sao mẹ với cả anh lại ở đây. Sau đấy thì bắt đầu là em mới biết được là chuyện gì xảy ra. Rồi ở bên đó bao lâu thì mới về Việt Nam? Dạ em ở bên đó 2 tuần ạ. 2 tuần, như vậy là trường chắc ở được mấy ngày thôi đúng không? Dạ vâng. Lúc mà anh Trường anh đi thì thực ra là có mẹ em bên đó rồi. Cái lúc đó là em đã thấy yên tâm rồi đúng không ạ? 2 tuần xong em về Việt Nam, em có phải nằm viện tiếp nữa không? Dạ không, em ở nhà mẹ em chăm em. Dưỡng thương bao lâu thì em bắt đầu hoạt động trở lại được? Dạ tầm 4 tháng á. Đi lại bình thường là mất một khoảng thời gian là bao lâu? 1 năm ạ. Một năm. Tại vì là bác sĩ có hẹn là 1 năm sau quay sang bên đó để lấy đinh, lấy nẹp trong chân, trong tay ra. Yên tâm rồi, đi lại được luôn. Yên tâm rồi. Thì cỡ chừng chưa được 1 tháng sau, đang đi bộ thì tự nhiên là chân khuỵu xuống. Có người ta không biết, người ta đỡ thì người ta cũng sốc lên, thì đúng vào cái phần tay này, người ta kéo tay nó ở đó thì gãy luôn cả tay cả chân, đúng. Ôi, vết cũ luôn. Tức là tháo ốc tháo này kia nọ đó. Trời thì cái đó nó chưa lầm. Dạ, nó cũng có thể. Dạ vâng. Nên khi mà cọ sát đụng nhẹ là vỡ ra, tức là gãy ở trong nó luôn. Cái lần đó thì các chị nghe kể không? Kể mà em còn ớn á. Lần đó thì em cảm nhận hết mọi đau đớn, là em cảm nhận hết. Tại còn cái lần đầu tiên thì là em bất tỉnh đúng không? Ông là đau nhất. Vâng, thực ra là lúc đó em chỉ muốn là nếu mà phải là em thì em gánh hết cho cô, thì cô đỡ sẽ chịu đau đớn. Vì em còn có một điều mà đến lúc mà em còn cảm thấy nếu mà mình như vậy mình cũng đau đớn này. Khi mà cô ấy bị như vậy thì là đưa vô bệnh viện cấp cứu ngay, mà xui cái đúng ngày đó là ngày 1 tháng 5. Vô nằm đó, nằm chờ 3 ngày thì mới được bác sĩ về, đi về thì mới được. Trời, 3 ngày trời. 3 ngày trời nằm, cứ nằm nẹp tạm thôi, nằm đó. Thôi. Chân nó cứ lùng lẳng. Thế em mới bảo là mình con trai, mình đàn ông con trai mà mình gặp trường hợp này có khi là mình còn đau đớn nữa. Vậy là giữa cái mà lúc đó với cái đau đẻ đó là coi như đối với em là bình thường luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Thực sự người ta nói không gì bằng đau đẻ, nhưng mà cái kiểu của em mà gãy lại là chị nghĩ nó đau kinh hoàng lắm, đúng không? Dạ, đúng rồi. Và tụi em là kết hôn được mấy năm rồi? Hơn 5 năm rồi, hơn 4 năm. Nhưng mà sau thì mới có con. Khi mà Thu Hương lành hết thì dĩ nhiên trên người sẽ còn có những cái vết sẹo. Khi bắt đầu em nhìn thấy những cái vết sẹo đó, thật sự anh đang muốn nghe cái suy nghĩ của em lúc đó. Em nghĩ là anh là đàn ông nên anh rất là nhạy bén trong cái chuyện này. Nó thực sự là em cũng thời gian đầu mà em nhìn những vết sẹo của vợ em sợ. Nhìn đã sợ rồi, biết nào nó dài như con rết ấy, nó còn nổi lên nữa, sẹo lồi mà. Xong rồi sờ vào là mình thấy rung mình à. Là lúc đó em cũng căng thẳng lắm, em bảo bây giờ chạm vào mà mình còn thấy sợ. Em cũng phải mất một thời gian dài để em tập làm quen cái chuyện này. Nhìn thấy vết sẹo của người yêu mình mà mình không thấy sợ này, chạm vào nó mình thấy bình thường này. Cuối cùng là em cũng làm được. Và bản thân cô ấy lúc đầu cô còn ngại, nhưng bây giờ cô không cần phải che sẹo. Thì lúc tụi em trong cái khúc mắc về tình cảm, sau khi bị lần thứ hai, cô ấy lo lắng quá. Cô nghĩ rằng cô là người vô dụng, cô ấy sẽ không thể nào cô đi lại được bình thường, sẽ trở thành người tàn phế. Bởi vì cô mất 2 năm là tự nhiên là thành một người không đi làm, rồi là không có thu nhập, rồi là mẹ phải nuôi. Cho đến cái chuyện mà vệ sinh cá nhân là cô ấy cũng không tự làm được. Nên cô cảm thấy là cô tự ti và cô cảm thấy cô ấy vô dụng vô cùng. Cô ấy đòi bỏ em, giải thoát cho em đó, cho em đi yêu người khác. Đúng không? Nhưng mà dễ vậy em chịu đúng không? Lúc đó cái cảm xúc của em nó mâu thuẫn lắm á. Lúc đó là rất yêu anh, bởi vì là cái tự ti về bản thân đó, cho nên là em muốn giải thoát cho anh, cũng bởi vì là muốn tốt cho anh thôi. Anh có nói với em một câu cả cuộc đời em không bao giờ quên: em cứ yên tâm, cho dù em có tàn phế cả đời, em có phải ngồi xe lăn cả đời, thì anh cũng vẫn sẽ yêu em, anh vẫn sẽ lấy em làm vợ, chăm sóc em cả đời. Tụi em đúng là sanh ra để mà gọi là phải là của nhau. Bọn em lúc đó thì nó có thể là nó là cái biến cố, nhưng bây giờ thì nó là cái kỷ niệm.
ký ức đẹp cỡ mấy mà vô đúng cái format của chương trình là đúng đến phần nhì là cũng phải nói xấu với nhau. Mà thực ra mình nói để làm gì? Mình nói để cho mình hoàn thiện hơn, để cho cái gia đình mình gắn kết hơn. Yeah. Chứ không phải nói là để mà bươi móc, không phải vậy. Cái mục đích của chương trình là như vậy. Về tập xấu à? Vâng, cứ chia sẻ cho anh chị, cho mọi người biết là chồng có những tật xấu gì. Vâng, cứ nói đi. Anh Trường thì anh ấy có mỗi cái tật xấu mà em hơi khó chịu một chút. Anh ngủ hay ngáy lắm, mà ngáy to. Nếu mà đều thì không nói chuyện làm gì. Cái đó khổ lắm em. Đang ngưng, em tưởng là êm rồi. Tự nhiên là... rồi ấm một cái. Đúng rồi, là giật mình không ngủ được luôn. Mình không biết em. Nhưng mà dạ, em đúng rồi, tâm là không, biết. Không có qua được. Với cả thực ra là... khổ lắm, với cả qua khổ được. Lắm luôn á. Thực ra là bình thường thì ngáy cũng là nhỏ, nhưng mà nhậu về mệt xỉn thì ngáy to nhiều anh. Anh nhậu về ngáy một cái muốn sập cái phòng. Khổ tâm đó. Lắm em ơi. Tới mức mà mình buồn không? Ghi âm lại. Quý âm đã nghe lại xong cái buồn lắm kìa. Lo lắm, lo lắm. Mà cái gì đâu buồn, cái đó phải tật xấu. Không, anh rất sợ cái tiếng ngáy của anh làm phiền. Nhưng mà em có biết là sau đó là mình sẽ bị ghiền không? Nếu mà những cái bà vợ á, chị không biết em như thế nào, nhưng mà chồng chị cũng ngáy dữ lắm. Nhưng mà giờ không có tiếng ngáy ngủ không ngon. Tại vì á, quen rồi, thành ra là nghe tiếng ngáy là mình đang được bảo vệ, mình đang có người bên cạnh mình. Cái lúc mà chưa lấy nhau á, em không mấy bận tâm đến cái tiếng ngáy đâu ạ. Thậm chí là anh có ngáy to mấy thì em vẫn ngủ ngon. Thế nhưng mà từ lúc mà sinh bé, em lo bé không ngủ được. Tại vì nhiều lúc là anh ngáy to quá bé giật mình. Vâng. Cho anh hiểu sao nha. Hai đứa con anh đó, nó ngủ quen chung luôn. Anh từ lúc sơ sinh đó. Đó. Quen luôn. Từ lúc sơ sinh cho tới bây giờ luôn á. Con em... bí ngô nó cũng ngủ rất ngon khi bà nó ngáy. Nó quen. Tức là vậy nè em, cái gì cũng vậy, nó phải có cái sự thích nghi. Và khi như vậy, tức là giống như mình sống chung với lũ. Là mình phải biết thích nghi với lũ. Giống như bây giờ ba nó không thể sửa được. Vì cái đó nó đâu phải tật xấu đâu mà sửa. Cái đó là cơ địa, nó là bệnh. Đúng rồi, nó là bệnh lý rồi. Thì mình phải sống chung với tiếng ngáy. Thì từ từ là thích nghi, sau đó là ghiền. Có tật xấu gì mà nó khác không? Ví dụ như là nóng tính nè, hay gia trưởng nè, hay là lượng thượng. Có gia trưởng không? À, gia trưởng thì tất nhiên là có rồi ạ. Thế nhưng mà... cũng vừa phải thôi, vừa đúng phải. Không? Thường có những cái tật xấu cơ bản của những ông chồng, đó là ở dơ. À, cái này thì anh rất sạch ạ. À, có tật xấu là cũng đôi khi thỉnh thoảng là cũng hay về muộn, đúng không? Đúng rồi. Nhậu. Đó thì bây giờ em ham vui thôi ạ. Đó là ham vui đó. Ham vui là tật xấu đó. Ham vui là tật xấu đó. Giờ mong muốn thay đổi điều gì? Em thì em chỉ muốn là anh đi với bạn bè, đi nhậu nhẹt nhé các thứ, thì cố gắng là uống ít một chút, về nhà sớm hơn một chút. Anh uống nhiều nó hay ảnh hưởng đến sức khỏe, bởi vì anh ấy bị xoang á. Thì mỗi lần mà anh ấy về anh khó thở lắm. Rồi là ngáy to nữa. Thì tất nhiên ngáy to rồi, nhưng mà anh ấy uống nhiều xong là về cả một ngày hôm sau là anh ấy ngủ bệt luôn. Thực ra thì bây giờ em cũng ý thức được hơn rồi. Lúc trước là vợ mà gọi là em bảo để một đấy, về ngay đây, nhưng mà thực ra là cái về ngay đây nó phải mấy tiếng sau em mới về. Nhưng mà bây giờ thì là em ý thức được rồi. Em cũng không hay ngồi lên la cả quá. Hiểu được cái điều mong muốn của vợ thì khắc phục em. Rồi giờ tới em nè. Cô ấy có tật xấu gì? Chỉ là những cái tật xấu nó nhỏ thôi mà em cũng quen đấy. Thí dụ hay quên tai hại lắm ấy ạ. Quên gì? Lắm lúc mà cô hỏi em là chồng ơi, đồ trắng này như nào đây? Vợ cứ để đấy, chồng tự giặt tay. Thì không hiểu sao ngày hôm sau thì em vẫn thấy cái đống quần áo trắng của em, quần áo diễn của em nằm trong máy giặt rồi, và nó thành màu cháo lòng. Thôi em phải thông cảm. Cái vụ đó là do cái sự cố mà ngã xe, tông xe, thuốc mê mà em. Thuốc mê bắt buộc là sẽ phải giảm bớt. Đã bị còn xanh nở nữa là mau quên. Còn rồi, gì tiếp nữa theo. Bảo thủ. Ấy. Cực kỳ bảo thủ luôn ạ. Bảo thủ mà bảo vệ chính kiến của mình một cái cách gọi là cố chấp. Thôi xong. Cố yêu luôn. Cãi cho tới luôn. Thôi xong. Còn những gì nữa không? Cô này ngoại cô bảo em ngủ thì hay ngáy thì cô ngủ hay gác. Gác mà toàn gác lên bụng lên ngực ngày sau thở anh. Thôi nào, gác lên cổ không? Có lần ngủ say là gác lên cổ rồi, và xong luôn rồi đó. Lúc đầu thì em còn khó thở, em không quen. Bây giờ thì quen rồi. Quen luôn. Lắm hôm em ý thức được là nếu mà em nhậu xong về em ngáy to là em sẽ tự trải nghiệm gì đất em ngủ. Để không phiền vợ, không phiền con. Em lấy gối em ôm, em lấy gối em gác. Nhất định là em phải có một cái gối. Đó thì thành quen. Nhất định là phải có người gác. Rồi bây giờ đến phi trường muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thay đổi cũng được, mà không thay đổi cũng được, không sao cả. Trong đến giờ này là cũng quá hiểu nhau rồi. Nếu mà thay đổi được nữa thì là quá tốt. Thực ra là thay đổi để tốt cho cô ấy. Bớt bảo thủ đi tốt. Bớt bảo thủ cho bớt khắc khẩu, cho nó khỏe đi, đúng không? Dạ. Và em lúc trước là em còn hơn thua. Bây giờ là em là thôi em nhịn, thôi cho vợ về nhất. Rồi thôi chị, cảm ơn tụi em đã đến tham gia với chương trình. Cảm ơn anh chị ạ. Em tên là Lê Thị Vy. Năm nay em 29 tuổi và em đang là thiết kế. Còn em? Dạ, em là Thu Phượng, em 29 tuổi. Em là nhân viên kinh doanh. Giờ thấy hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Lần đầu tiên em gặp là em ấn tượng liền. Là hồi đó là con nhỏ xíu mà đen nữa, mà xấu. Mà
có mười mấy ký á. Mười mấy ký hả? Vậy là gặp lúc nhỏ xíu hả? Dạ gặp hồi 91. 91 có nghĩa lúc em bao nhiêu tuổi? Dạ 5 tuổi. À có nghĩa là mấy đứa hàng xóm. Dạ. Mười mấy ký hàng gì 5 hàng tuổi xóm. Là hai bạn học chung lớp 1. Chung lớp 1. Dạ. Ở lớp mẫu giáo chứ. Dạ chung lớp 1. Dạ. Gì 5 tuổi mà làm gì lớp 1? Như hồi đó dưới quê hình 5 tuổi. 5 tuổi quê rồi vậy. Đó. Dạ. Rồi thực tế em thấy ảnh cũng có khác gì em đâu. Biệt danh là Vi Lùng, cũng lùng mà cũng cái trang em à. Chưa gì là hai bạn đã chặt chém nhau rồi. Hai bạn mà gọi là từ cùng từ thiếu niên mà đi lên mà rành nhau quá rồi. Cho nên bây giờ là chặt cỡ nào cũng chặt được đúng không? Dạ. Rồi. Rồi ai là người để ý ai trước? Cấp 2 thì tụi em vẫn học chung trường. Thì vẫn nhỏ, vẫn đen. Nhưng mà học giỏi, thần tượng cái học giỏi thôi. Dạ. Sau qua cấp 3 thì hai tụi em lại chung lớp. Khi đó bắt đầu là có vẻ là trổi mã rồi, cũng xinh xắn hơn chút. Nhưng mà cũng chưa ấn tượng gì hết. Chưa ấn tượng luôn? Dạ, chưa ấn tượng. Nhưng mà sau đó thì lên đại học, hai đứa lên Sài Gòn hết. Em mới bắt đầu để ý. Con Phượng thì sao? Dạ, lúc đó thì em cũng không có ấn tượng với bạn này. Vì thực tế là học chung lớp và ngang ngang. Cho nên thành ra thấy giống như con nít vậy. Đầu tóc nó để ý, nó chôm chôm, nó chỉ lên. Nói chung là nhìn rất là ghê. Dạ. Rồi, em để ý Phượng vậy thì có đánh một cái tín hiệu gì cho Phượng biết là mình để ý của tấn công thì mất hết gần 3 năm tới 4 lần tỏ tình. 4 lần tỏ tình luôn? Dạ, thất bại hết. Một lần là mình tỏ tình trực tiếp luôn, 3 lần mình nhắn tin. Ủa mà sao em từ chối gì mà tới 4 lần dữ vậy? Dạ thì cái tâm lý của em á là em quyết định là yêu là cưới. Với lại em có suy nghĩ là phải quen những người hoặc cưới những người nào lớn hơn để hiểu ý mình hơn, rồi chiều chuộng mình hơn. Còn những bạn học thì cảm thấy giống như tính cách nó trẻ con. Cho nên thành ra em cứ lờ và làm bạn thân thôi là được rồi. Cuối cùng thì sao mà em lại đồng ý làm bạn gái của anh? Coi như là phút tới 89 rồi. Em người ta nói là mất quá tam đúng không? 4 lần rồi, coi như là đầu hàng luôn. Chơi cái chiều cuối thử, viết cho cổ cái mail. Tới đây là ngưng, không theo đuổi cô nữa. Nguyên cả buổi ngày hôm đó em không làm được gì hết. Mở mail ra thì em thấy là Phượng ơi, thì trước từ xưa tới giờ thì hai em Vi cũng thấy là hai đứa mình cũng khá hợp nhau. Nhưng mà qua sau mấy năm trời thì Vi cảm thấy là có vẻ hai đứa mình cũng không có thể nào cùng chung chí hướng. Tính của Phượng thì mưa nắng thất thường quá, và lại có vẻ hơi kiêu căng quá. Cho nên hai đứa mình không có hợp nhau. Cho nên thôi hãy cứ là bộ ba hoàn hảo. Tại thực tế em với bạn em và có một cô bạn thân nữa là bộ ba hoàn hảo. Thì lúc mà đọc xong cái email như vậy thì một cảm giác em thấy là hụt hẫng, cảm giác như là mình đang mất cái gì đó. Thì em cảm thấy rất là bối rối, khó chịu, hụt hẫng. Và lúc đó em mới viết email lại. Thì em mới bảo là Vi có coi chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim không? Nếu bây giờ Phượng xin bác tài xế một tấm vé thì Vi có đồng ý về với Phượng không? Xong em rồi trong cái chuyện mà hôn nhân của hai bạn đó. Dạ. Thì có trơn tru không? Cũng gặp cái trục trặc đầu tiên là ba chồng thấy hai đứa cùng tuổi, ba nói không có hợp tuổi và ba không cho cưới. Không cho cưới thì Vi làm như thế nào để cho ba chấp nhận? Dạ, cũng thực tình ra là vợ em là nhỏ hơn em một tuổi nên cuối cùng là đưa cái đó ra nữa, rồi nói tới nói lui rồi chứng minh hiện đại khoa học này nọ thì bố đồng ý. Dạ. Rồi sau khi cưới á, em có phát hiện ở vợ em có một cái gì đó thay đổi không? Dạ có, thay đổi khá là trầm trọng á. Trầm trọng? Tại vì cái lúc mà trước khi yêu này nọ mê tín là không có đó. Mà sau khi cưới nhau về là bắt đầu đi coi bói. Là vợ em? Dạ. Đi coi bói thì bà thầy bói bà nói là nhà của bà chỉ cúng kiến rồi xua đuổi này nọ rồi đó, thì vợ em cũng làm theo. Thì sau đó rồi bắt đầu tối là bắt đầu ám ảnh luôn. Cứ nửa đêm mà có vấn đề gì đó là lo em dậy. Đúng. Nhà thì sáng trưng hết. Đi đâu đi như nhà nhỏ gì cũng chồng ơi đi hết. Thì cái vấn đề đó cuối cùng làm hai tụi em căng thẳng gần hơn nửa năm. Vì cái vấn đề mê tín bây giờ thôi mà căng thẳng hơn nữa. Tại vì mình mất ngủ rồi cứ suốt ngày nói chuyện ma. Sao em lại bị như vậy? Khi bữa đó em về ha, em sợ quá. Cho nên là lúc đó là không thể nào mà thức dậy mà em đi được. Dạ. Coi như là hốt. Cho nên là lúc đó luôn luôn bật điện nhà bếp, lúc nào cũng sáng trưng và lúc nào là anh. À, anh cũng phải đi theo. Dạ, đi và đi phải đứng canh chừng. Em. Dạ, đứng canh chừng xong rồi đi vô. Mẹ có sợ ma không? Dạ không. Tại em đâu có tin ma đâu. Ma sợ ông này. Cho nên lúc đó là em không dám ở nhà một mình. Ngoài chuyện đó ra thì vợ em còn cái tật xấu gì không? Có cái bệnh hay nôn nao. Mất nôn nao gì? Dạ. Tức là có vấn đề gì đó mà bắt đầu thích hay là để ý rồi á, là muốn làm á, là phải làm cho được. Ví dụ như bữa lên tham gia chương trình á, cổ con nôn nao một đêm không biết mình sẽ nói cái gì rồi nó gặp nó có như thế nào không? Một đêm đó hai vợ chồng lại mất ngủ. Dạ. Còn chồng em thì sao? Chồng em á thì cách nói chuyện á nhiều khi em không thích, nhiều khi không có cảm giác như là không có tôn trọng em lắm. Nói chuyện không có thiếu chủ ngữ, dù thay vì phải nói là nhẹ nhàng em ơi làm cái này cái kia thì em thích. Là có một lần á là em nghe anh nói chuyện với ba, em nghe xưng em là nó, lúc đó là em giận luôn. Tại vì cái lúc mà nói chuyện với ba, ba lại hỏi là vợ con nó đang làm gì. Đó thì mình thẳng miệng nói luôn, nó đang rửa chén đó. Thì từ đó có một lần đó thôi mà cô giận là dẫn tới giờ luôn. Mà giờ còn kêu bằng nó luôn. Dạ không, có đó là lỡ miệng thôi. Đó là bị liệu theo ba. Bị liệu là cố tình. Đúng không?
Rồi giờ ví dụ thay đổi thì em muốn thầy chồng em thay đổi cái gì? Anh thấy tâm lý với em hơn chút. Những đêm mà em có cần gì mà nói chuyện với ảnh thì ảnh lắng nghe em thêm một xíu. Em cũng có một cái là thường hay nói chuyện về đêm với ảnh, tối đi ngủ thì em mới nhớ ra. Thì lúc đó em phải cần ảnh để em giải quyết cái vấn đề đó. Thì ảnh lại cứ buồn ngủ. Rồi còn chồng, chồng muốn vợ thay đổi cái gì? Không có đi coi bói nữa. Tại vì coi bói rồi về cái tâm lý nó bất ổn. Thì người cũng sợ ma lắm, mà cũng mê phim ma. Rồi cũng coi coi rồi cũng ám ảnh, rồi tối lại mất ngủ rồi này nọ. Trời ơi, bây giờ mất ngủ rồi lại lôi chồng ra nói chuyện. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thường là em lôi chồng em dậy lúc mấy giờ đêm để mà nói chuyện? Thường đi ngủ là 11 giờ đến 11 rưỡi. Nói chung là em không ngủ được thì em phải nói cho bằng được cái vấn đề mà em đang nói. Thì ví dụ ảnh mới vừa ngủ, ảnh thì dễ ngủ hơn em. Em thì có việc gì mà vấn đề ban ngày thì ban tối em lại suy nghĩ. Bệnh nôn nao. Cái đó là kêu bằng bệnh nôn nao hả? Chị mới biết cái bệnh đó đó. Bệnh nôn nao. Có con nếu mà gọi đúng ra là tính nôn, nôn tính. Thế ngoài ra thì em còn mong muốn vợ em thay đổi điều gì nữa không? Dạ cái vụ mà nói nhiều. Nói nhiều về đêm á, nói nhiều ban ngày mình nghe cũng dễ. Nhưng mà nói chuyện về đêm không, mà lúc đi ngủ là bắt đầu. Anh ơi em nói cái này, nói xong rồi mình đi ngủ, bắt đầu đi ngủ rồi thì cổ tiếp tục. Thì thay. Anh ơi còn cái này nữa, rồi còn cái chót. Giờ chị chỉ em nè, trước khi em đi ngủ phải không? Em nói Cưng ơi, bây giờ á anh chuẩn bị đi ngủ rồi, Cưng có điều gì muốn nói với anh á, Cưng nói cho anh nghe đi. Ha, rồi á coi nếu mà để vợ em muốn nói vậy thôi ha, giờ anh đi ngủ nha, đừng kêu anh dậy nữa nha. Mấy lần cũng tuần lễ vậy đó, đó là em luyện cái tâm lý với vợ đó. Còn em á, ví dụ nửa đêm á mà em nhớ chực ra gì em ghi vô giấy đi, sáng mai nói. Thôi em sợ ma lắm, em không có lỡ đi ra rồi. Nhưng mà sợ tôi bói hoài đó. Em bị tâm lý đó. Thì đó thì hai cái đó thì tụi em tự san sẻ cho nhau được rồi. Chứ bây giờ nè, biết nhau từ 5 tuổi nè, tới lớn luôn, quen nhau mấy chục năm như vậy thì coi như mình rành nhau quá rồi. Mình đã đến được với nhau rồi á, mình phải giữ nhau cho tới cuối đời luôn. Chứ đừng có để những cái chuyện gì khắc khẩu, những cái mà thói quen mà nó bị chinh nhau đó. Đúng không? Mà mình gây lộn rồi đâm ra nó uổng phí đi. Đây là một cái tình cảm rất là đẹp. Nói thiệt luôn á. Thanh Mai Trúc Mã hả chị? Thanh Mai Trúc Mã đó. Xin chúc cho cặp Thanh Mai Trúc Mã này sẽ hạnh phúc cho đến ngày rắn lông đầu chọc lóc. Kính thưa chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng thể khán giả của Vợ Chồng Son, em tên là Nguyễn Văn Sơn, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại đang là quản lý vùng bên thức ăn gia súc, bên công ty Farmland thức ăn gia súc. Sơn năm nay là 27 tuổi hả? Dạ đúng rồi. Quê đâu? Nhà dạ, quê đâu? Quê em ở Bình Phước á. Nhà hiện tại là cũng Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. Em ở Bình Phước lên đây đó hả? Dạ đúng rồi. Ồ. Rồi. Tới em. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả đang xem đài. Em là Phạm Thị Quỳnh, năm nay em 21 tuổi, em là vợ của anh Sơn. 21 tuổi. Dạ. Là hai chồng đang sống ở Bình Phước. Dạ đúng rồi. Quỳnh làm gì? Dạ em hiện tại là em đang ở nhà nội trợ thôi ạ. Ở Bình Phước, ở mặt quen quen nữa. Đúng rồi. Như nó có liên quan gì đến một cái việc gì đó nó có rất một là cái gì đó nổi tiếng lắm nè. Nổi rần rần thời gian gần đây nè. Ai kể? Đúng không? Tụi em có thể bé đang có bầu đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Sao chia sẻ anh nghe cái câu chuyện cái vụ gì mà liên quan tới bầu á? Bầu bị hả? Sao em? Dạ anh kể đi anh. Sao dạ là ngày 17 tháng 3 vừa rồi đã có một xảy ra cái vụ việc đó là khu vực của em là thuộc xã Thanh Lương có một cái vụ việc đó là trộm vô nhà đột nhập trộm xe. Thì lúc đó là em với vợ em là đang mơ ngủ thì mới đầu bật camera lên thì thấy trộm đã cưa cửa rồi. Thì trong cái tình huống lúc đó thì nó xảy ra nhanh quá, nó chỉ khoảng tầm 10 giây thôi. Thì lúc đó là em mới nói là vợ ơi ăn trộm rồi, con trộm rồi. Thì lúc đó là vợ em mới nói là vợ ơi lấy cho anh cái con dao rựa, tại vì em biết là bọn nó đi là lúc nào cũng thủ nhiều đồ, mình cũng sợ lắm. Lúc mình ra mình cũng chỉ muốn bắt được cướp thôi. Mình nhào ra cái mình tay không mình bắt cướp vào đó. Xong đến lát sau thì thấy vợ cầm cái rựa ra mà nhảy trên cái bậc tới cả hơn mét trời đó. Nhảy xuống như vậy cái. Dạ em coi lại video rồi em mới thấy. Chứ lúc đó em cũng không nghĩ dạ. Là bả ra tay trước. Dạ đúng rồi. Rồi sao thằng trộm sao? Thì lúc đó thì em thì đang đấu đá với trộm á. Thì lúc đó là vợ em mang rựa ra thì nó nhìn thấy rựa là nó sợ quá thì nó chạy. Còn lại hiện tại là ba người là đang chống trả lại em đó. Thì khi vợ em mang rựa ra thì lúc đó là nhìn thấy rựa cái là mấy bọn trộm cướp nó chạy. Nó bỏ chạy hết. Dạ đúng rồi. Đó bây giờ thực ra là khi coi thì mình đã thấy rồi. Nhưng mà bây giờ mình rất muốn nghe cái cảm xúc của người trong cuộc lúc đó. Có nghĩa là em nghĩ sao mà trong khi bầu bì như vậy, đúng không? Dạ. Mình đang bầu bì như vậy mà mình giác rửa. Bất chấp luôn. Bất chấp luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó em nghĩ sao trong đầu em? Lúc đó em không có suy nghĩ gì, lúc đó kiểu như là cuốn quá rồi mình chỉ muốn là phi ra để đưa giúp cho chồng. Lúc kiểu như mình cuốn quá xong rồi mình quên là mình đang có bầu. Em không nghĩ tới thì mình chồng đang có là bầu. Một chấm ba đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là xả thân luôn.
Nhưng mà lúc đó em cầm rửa em có hét lên hay không? Dạ. Em nhảy xuống, em có vươn cái rửa lên mà em hét ra tụi bay muốn gì không? Hả? Dạ không, em chỉ kêu là cướp 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 rồi. Dạ. Dạ. Nếu mà tụi đó mà còn chống trả nữa là anh hỏi thiệt nghe là em có xả tụi nó không? Chắc là xả. Xả chứ. Xả. Đúng rồi, xả chứ. Mà em ơi, bữa đó là một mình em quánh ba thằng hả? Dạ. Ba thằng. Sau đó mà có trúng đòn không em? Dạ không ạ. Khi em đập, khi em quật xuống một thằng thì nó liền lấy trong con dao nó ra một cái con dao dao đến khi thu lại nó là một con dao đa năng. Trời thì ơi. Nó đâm em một cái thì lúc đó em né. Thì lúc đó là cái mắt của em để ý một cái thằng thứ hai, khi em đuổi nó rồi thì nó lại cầm đá nó hộ tống cho cái thằng mà em đạp nó xuống. Thì nó cầm đá nó chọi em thì em mới né được hai cục đá. Đến cái thằng thứ ba ở ngoài thì nó cũng nhảy vô để nó cứu cái thằng thứ hai. Thì lúc đó là vợ em vừa kịp chạy ra thì ba thằng nó đều chạy. Trời. Còn một thằng đứng là chờ thằng thứ ba chạy nữa. Dạ. Là bốn thằng. Là bốn thằng nhưng mà cái thằng thứ tư thì nó không có vô. À. Dạ thằng thứ tư thì nó đứng trên xe để nó chờ cái thằng thứ ba để chạy đó. Ừ, không biết giờ dạ. Bắt được chưa ta? Dạ. Cái này thì em cũng chưa biết nữa. Chưa biết là bắt được hay chưa nữa, nhưng mà sau cái vụ đó thì còn khoảng tầm gần chục vụ nữa lại xảy ra khu vực của em nữa. Dạ, chắc tầm là bốn cái thằng quỷ đó. Em nghĩ chắc là chỉ có hai người đó thôi. À. Vừa rồi xảy ra một cái vụ mà cũng tự tự như hai người đó cũng quay lên nhưng mà cũng bị mất xe đó, cũng ở khu vực trong thị xã của tụi em. Rồi, nguy hiểm quá. Nhưng mà em có học võ không Sơn? Dạ trước đây thì em học mà em cũng đang là giáo viên dạy võ. Ôi ơi rồi trời ơi, xui mấy đó rồi. Vô lộn nhà. Vô lộn nhà rồi. Qua chương trình này với qua câu chuyện này cũng mong là coi như là cơ quan địa phương hãy quan tâm và thậm chí phải theo dõi để mà bài trừ cái tệ nạn này. Dạ. Mình biết chắc mà chắc lẽ là cũng mấy thằng đó là vòng để mà dạ, nó thực hiện mấy cái ví dụ đó thôi. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi. Không bởi vậy cho nên á, là sau cái vụ đó đó bạn này bạn hát cái bài đó thấm đượm hơn cô bé 21 tuổi mà gan thiệt cầm rửa á. Trong lúc mang bầu nhảy xuống từ trên cao 1 mét nhảy xuống đó, dơ rửa lên tụi nó bỏ chạy. Phụ nữ phải vậy hả, lúc chồng mình gặp chuyện gì là xả thân. Đúng rồi, gặp tôi cũng vậy à, chồng tôi mà bị cái gì cả nhà biết xả tay luôn tôi xả hết chứ. Xả trước nói sao chị Mộ ơi, nói sao. Ừ đúng rồi chứ giờ á. Thôi bây giờ chúng ta tạm gác lại cái chuyện gọi là rửa đó. Rửa dưới trộm đi. Chúng ta quay trở lại với câu chuyện tình yêu. Đó bây giờ sao nè, hai đứa quen nhau sao nè. Đó em lần đầu tiên gặp cô em có ấn tượng không đó Sơn? Dạ thì em gặp vợ em á là lúc trước là gặp quen nhau trên Facebook, biết nhau trên Facebook. Em cũng đã biết vợ em khoảng cách đây mấy năm. Dạ không được một năm, không được một năm đâu ạ. À, từ khi em cưới đến bây giờ mới được hơn một năm một tí thôi. Trời, lâu quá chị ơi. Lúc mà khi mà vợ chồng em quen nhau là em đã biết vợ em trước trên Facebook rồi. Thì em có comment thấy xinh đúng không? Thấy xinh quá. Thấy xinh quá, em vô em có vô trong cái tường em xem, trời ơi bé này sao nó ngon quá. em chưa có thích một cái gì hết, coi như là bên này chưa biết gì đâu. Xong đến mấy tháng sau em cũng có đăng cái đàn guitar lên nè, thấy bé nó thích mà đã kết bạn với nhau trên Facebook rồi. Nhưng mà thật sự là tụi em 27 năm mà tụi em mới từ đó mới biết nhau là ở sát nhà nhau có khoảng tầm 600-700 mét là mới biết nhau thôi. Ủa em nhưng mà ai là người gửi kết bạn trước? Em cũng không hình biết như là em vì... hình như là em ạ. Nhưng mà sao em lại chấp nhận không? Chắc lâu quá rồi em cũng không nhớ đâu em hồi đó em quên hả. Lúc mà mới có Facebook á, mở ra là lúc mình đơn thương độc mã trên bạn bè cứ là bấm vô kết bạn là vô accept liền. Chắc là em nói chắc là em ạ, chắc là em. Cho nên mình đâu có nhớ được, chẳng thể nào nhớ được. Nhưng mà em có vô nhà anh em coi mặt anh không? Dạ không. Không. Hẹn lúc mà nhắn tin qua Facebook cho em rồi á, xong rồi kiểu cũng đòi xuống nhà chơi rồi gặp mặt nhưng mà lúc đầu em không cho. Đầu ông này nó chị lên thấy ghét đó. Kiểu cứ ẻo là em không thích sao không cho vô nhà. Cái khoảng 3-4 hôm sau á, cái canh em đi làm, thường em đi làm công ty em đi làm rất là sớm, đi là từ lúc 5 giờ. Xong rồi chồng em mới kêu là để anh mang sữa rồi mang đồ ăn đồ này kia. Thường á là chồng em ngủ rất là trễ, 11 có khi 12 giờ là chưa thèm dậy đâu. Xong rồi lúc mà mới quen là 5 giờ sáng là dậy đem sữa đem đồ ăn đồ cho em để đi làm, đứng canh em ngay đường á, xong rồi mới đưa cho em. Xong rồi qua ngày hôm sau mấy hôm là em mới cho vô nhà chơi. Bình thường là 11 giờ mới dậy. Mà từ lúc biết là 5 giờ cúc cung tận tị. Trời ơi ông dạy gái quá vậy. Trời ơi gái này dạy là phải rồi. Quá đáng yêu. Rồi sao? Đưa sữa như bao lâu mới quen được? Dạ đưa sữa thì khoảng tầm hơn tháng sau thì vợ em chấp nhận quen. Tại vì lúc đó em cũng có ngỏ lời cũng tỏ tình đó, nhưng mà vợ em chưa chấp nhận. Đến lần thứ 2, thứ 3 hình như lần thứ 3 thì vợ em mới đồng ý. Nhưng mà cái lúc mà tụi em quen nhau qua Facebook á, rồi cái lần đầu tiên mà gặp ngoài đời á, là cái ấn tượng của em đối với bạn này sao? Lúc đầu là em cũng cũng có một chút ấn tượng, nói chung là thấy anh này là đạp xe đạp đi thể dục.
Là đi ngang qua cái đường nhà em, xong rồi lúc đó em vừa lấy xe máy em đi ra chợ mua đồ cho mẹ, xong rồi gặp chồng em là chạy vô cái đường nhà em chạy ra thì hai đứa gặp mặt nhau. Thì em thấy này lúc đầu là cũng đẹp trai, thì là cũng đẹp nhưng mà kiểu không được men cho lắm á chị. Kiểu vậy, ý là dạy võ rồi đó. Dạ. Dạy mà võ. Không dạy võ thì không biết làm sao. Dạy võ chắc bà múa luôn. Dạy võ mà còn hơi lỉ liễu lắm không? Cảm giác là yếu không hả? Đó. Ừ. Yếu hả? À, nhưng mà em biết anh dạy võ không? Dạ không, lúc là em không biết. Khoảng một mấy ngày sau xuống nhà chơi xong rồi kể cho em rồi. Xong rồi kiểu ông mới kêu em là anh đi dạy võ, xong rồi em mới đi lên trường em xem. Lên xem coi là xem chồng em nói là có thiệt hay không. Thì đi lên là thấy là đúng là đang dạy võ thiệt. Là lúc đó mới tin là dạy, chứ còn ông nói là không thiệt, tin. Đúng không? Có tin dạ. Đúng không? À. Nhưng mà nè, dùng cái từ xuống á, lấy nó xa lắm. Tại vì em nói là cách nhau có 600 mét à. Dạ đúng rồi. Là qua chứ đâu phải xuống. Dạ, qua, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Qua nhà bên bạn gái, thấy gia đình bên bển thì sao? Dạ nói chung là lúc đầu á là thấy bố mẹ bên nó cũng thích lắm. Thích em à? Dạ thích, tại vì em lễ phép, với lại mình chung là mình biết cách đối xử với người lớn như thế nào. Nói chung là bố mẹ bên nó thích lắm, nhưng mà đến khúc gần cuối sau mới là không thích. Lý do? Lý do là em trước đây đã từng có một đời vợ rồi. Dạ em quen được, khi cưới là em cưới được chắc khoảng tầm một tháng sau là bắt đầu vợ chồng cũ của em là chia tay. Tức là mới cưới có một tháng là chia tay? Dạ đúng rồi. Dạ. Chưa con cái gì hết? Dạ chưa. Tức là em đã coi như là một cuộc tình thôi. Thực ra nếu mà nói đúng ra vậy là như là một cuộc tình thôi. Dạ. Chỉ có là nó khác nhau chút xíu là nó vướng về vấn đề thủ tục giấy tờ. Dạ. Hoặc là một cái đám cưới thôi. Dạ. Thì cái đó cũng chắc sau này chắc bố mẹ cũng hiểu đúng không? Dạ, lúc đầu thì bố mẹ kiểu như là cấm không cho em với vợ em quen nhau nữa. Không cho bố, không cho quen nhau nữa. Nên nói chung là em phải dùng nhiều mọi cách. Khi mà trước đây xuống đây thì bố vợ em hoặc là mẹ vợ em chỉ cần thích một cái gì đó thôi là ngày hôm sau là em sẽ mua xuống biếu cho bố vợ. Thì lúc chung là bố mẹ cũng thấy từ từ là em cũng không phải như người ta nói. Thì bố mẹ cũng từ từ rồi. Xong bắt đầu em sợ. Nói chung là trong cái thời gian đó là khủng hoảng lắm. Vợ chồng em khủng hoảng lắm. Nói chung là gần như là không thể đến được với nhau nữa. Nói chung là nhiều cái cực kỳ khó khăn lắm. Lúc mà em thì chưa bao giờ phải khóc hết á. Nhưng mà có lúc trong cái thời gian đó là em cũng khóc. Mà trong khi đó là có vợ em động viên cho em rất nhiều. Nói chung là đến ngày hôm nay tụi em mới đến được với nhau. Cái thời gian em bị khủng hoảng là khoảng bao nhiêu lâu? Nói chung là khoảng tầm gần một tháng vậy. Lâu quá. Nãy giờ thì các nghe tôi tưởng là ông bị dầm nó cũng phải 3-4 tháng. Thời gian phải lâu quá vậy. Lâu lắm, lâu lắm. Ừ. Mình nghe kể tưởng bi kịch dài đằng đẵng. Rồi, nhưng mà anh nghĩ là chắc có lẽ là bên ba mẹ vợ của em á chắc sẽ rất là dễ có thiện cảm với em. Dạ. Vì thứ nhất là em cái mặt của em nhìn nó rất là thiện cảm. Dạ. Không hiểu sao nên nhìn cái mặt em rất là dễ có thiện cảm. Cái thứ hai nữa, anh em nói đó là em rất là lễ phép. Dạ. Biết chuyện, biết trên, biết dưới. Anh nghĩ là cái việc mà em lấy được cái tình cảm từ ba mẹ vợ đó là chuyện đương nhiên thôi. Dạ. Nghe. Đó. Rồi sao bây giờ là anh hỏi nè, ngoài cái việc gọi là em chứ nói là có cái vụ gì mà lấy lòng ông già vợ vui vui không? Kể nghe. Dạ rồi. Có. Nói chung là ví dụ như ba em á, bố em á thì là thích nhậu mà thích những cái món lẩu á. Là để ý là hôm đó là mình mua về cho ba, cho bố. Thì bố thích lắm nhưng mà bố kêu sao mình mua mấy cái này làm cái gì, tao không thích đâu. Nhưng mặc dù mà mình biết trong lòng bố rất là thích. Mình thấy ví dụ như trong nhà bố mình còn thiếu cái gì á thì ví dụ như mình sắm một phần nào đó cho bố. Một phần nào đó thôi. Từ từ thì bố cũng đồng cảm được, bố thấy thằng này nó không phải như người ta nói. Thì lúc đó là em chơi cái chiêu đánh nhanh rút gọn luôn, là em kêu bố mẹ em bên này sang là hỏi cưới luôn. Chưa thôi em sợ mất lắm. Em sợ mất vợ em lắm. Đúng rồi, em sợ lắm. Trẻ đẹp nữa. Dạ đúng rồi. Nhưng mà rồi còn bên nhà em thì gặp vợ em thì sao? Lần đầu em dắt vợ em về là mẹ em được cưới đi con. Mẹ em bắt em phải cưới ngay lập tức luôn. Được bé này rất là được. Không tại... cần biết em kêu cưới. Dạ, đúng rồi. Đó. Tại vì mẹ em là cũng là người Bắc mà. Tại người Bắc mà người Bắc cổ nói chung là vấn đề về con gái con dâu này kia là mẹ em cũng nhìn vô cái mẹ em thấy thích luôn. Mà mặc dù mẹ vợ em với lại mẹ em bây giờ rất là hợp nhau. Hợp nhau lắm. Anh hỏi em nè, em mới có 21 tuổi à. Và lý do gì em chấp nhận em lấy ảnh vậy? Lấy sớm vậy? Dạ, kiểu như là trong thời gian đó thấy kiểu từ trước giờ mình quen mình không thấy ai kiểu như là chăm lo rồi không ai quan tâm được. Như cái anh này rất là tâm lý. Kiểu lúc đó là tâm lý lắm. Cứ chiều nữa, ví dụ như mình thích cái gì hay là chỉ cần mình hé hé một cái gì thôi là đã hiểu được cái ý của mình rồi. Xong rồi cái chung là ở bên chồng em cảm thấy an toàn, thấy an mình tâm hạnh và an toàn. Dạ. mọi phương diện. Cho nên là em không? Mới đồng ý là kết hôn. Đồng ý xong rồi là dạ. Có con luôn, chấp nhận có con luôn. Dạ.
Vậy là yêu chồng quá đáng luôn á, thật sự mà nói. Chứ lại anh có một cái lợi thế là anh đàn được, anh hát hay nữa chị. Hát hay á. Giận cái là đứng một góc nhà mềm. Nhưng mà anh nói nè, em mời ba mẹ em qua hỏi cưới. Dạ. Đó, nhưng mà bản thân em có thể hiện cái tình cảm, em có bày tỏ cái tình cảm của em bằng cách là em cầu hôn đúng không? Dạ có. Có lãng mạn không? Quen bao nhiêu lâu rồi em? Có lãng mạn. Em quen chắc khoảng tầm gần 2 tháng em cầu hôn. Lâu quá chị ơi. Lâu quá. 60 ngày đó chị. Em khoảng tầm, chị nghĩ cũng phải là 7-8 tháng đúng không? Cả năm. Tầm 2 tháng. 60 ngày đó chị. 60 ngày đó. Ừ. Nó nghe nè, dạ. Anh cầu hôn có lãng mạn không? Dạ, nói chung là cũng xến xúa với người ta. Sao em nói, em kể nó nghe. Bữa đó là em đi làm về kêu là về mặc đồ đẹp đi. Nói bữa nay anh dắt đi ăn nhà hàng, cái xong rồi cũng đưa em vô nhà hàng, xong rồi kêu gọi món, gọi đồ ăn, thức uống đồ ra hết rồi, xong rồi kêu ăn đi, xong rồi kiểu đang ăn được giữa chừng rồi. Cái chồng em thì mới đặt hoa rồi mua nhẫn rồi sẵn hết rồi, nhưng mà kiểu như là gửi người ta chưa có đem vô, xong đến lúc kiểu nhắn tin là kêu là mang vô đi, thì cái chồng em mới đi ra ngoài lấy xong rồi cái em hỏi là anh đi đâu vậy, kêu là anh đi ra ngoài tí thôi. Cái đi vô thì cầm nguyên một bó bông to vậy nè, xong rồi có cả nhẫn nữa, xong rồi đem vô rồi mới quỳ xuống kêu làm vợ anh, rồi xong rồi đeo nhẫn cho em rồi. Dạ, xong rồi em cũng đồng ý. Dạ không hát, lúc đó không hát. Trời ơi, công nhận á. Không phải tại bữa đó cầm bông rồi sao cầm đờn. Sao cầm đờn được. Bông là bông bự nữa. Vậy là phải chịu thôi đúng không? Vậy là hai đứa lấy nhau được gần năm hả? Dạ hơn 1 năm ạ. Hơn 1 năm rồi. Chưa mà gần được 1 năm đó. Yêu nhau đến lúc cưới mới là hơn 1 năm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thế là tôi cho chú là 2 tháng chú cầu hôn. Đúng không? Thế xong rồi đến 2 tháng cầu hôn xong rồi mấy cỡ tháng sau. Lâu lắm chị ạ. Lâu lắm, cỡ phải tháng sau em mới cưới. Đó thì nay là gần 5. Rồi giờ hai chồng sống chung vậy đó rồi anh có lòi ra tật xấu gì không? Có. Bạn này có tật xấu chứ nhìn cái mặt này vui quá, dễ thương quá. Tật nhiều xấu gì? Nhiều tật xấu lắm. Mỗi lần mà tật xấu mà bị vợ cầm ràm chắc ông cầm cái đàn không đàn. Bày hay. Bày hay. Dạ. Chà, bày hay là hơn bừa bộn đó nghe. Dơ đó. Dơ. Trời ơi. Dơ lắm, dơ kinh khủng luôn. Về cái quần áo rồi giày dép rồi quăng lung tung, nói chung là thay chỗ nào là dục cho đó, thay chỗ nào là dục cho đó. Có lười tắm không? Không tắm đi, ngày nào cũng tắm hết. Dạ. Bày hay có khi ngày tắm 2-3 lần. Rồi ở dơ nè, rồi kiểu cứ đồ đạc rồi lúc nào cũng quăng tứ lung tung hết, không bao giờ ví dụ như em đã xếp chỗ đó nói là cái này á mới bao giờ anh để đây nha, anh biết rồi, cái chưa được 5 phút sau yêu nó văng vào bên đó. Cái rồi chưa được 5 kiếm. Phút sau dạ rồi xong rồi đi kiếm xong rồi không? Cái đi kiếm hỏi ủa vợ ơi cái này anh mới để đây đâu rồi xong cái kiểu đi hỏi đi kiếm lung tung em bực bộn, bội chấp nhận tật xấu là bừa bộn bày hay dạ. Còn gì nữa nè, nhây rồi xàm. Rất là xàm, chồng em rất là xàm. Ví dụ như xàm là tinh liền. Ví dụ như câu chuyện xàm nào mà em ấn tượng nhất? Ví dụ như kiểu đang ngồi không vậy. Em hỏi gì anh? Giữa anh và Cao Thái Sơn em chọn ai? Trời ơi. Thấy hỏi xàm xàm lắm, xong kiểu như mỗi khi mình nổi cơn lên cái đi ngoài đường á, cái kêu em hỏi gì anh? Anh và cái lá này thì em sẽ chọn ai? Không thì gì gì anh và cái cây cột điện cột đèn này, nói chung là có thể là so sánh mình với bất cứ một cái mình gì bất cứ dạ, một nhưng rồi. Mà em có trả lời không? Dạ có. Em trả lời sao? Thì chọn anh không trả lời là hỏi hoài, hỏi hoài luôn dần lân mà nhây mà xàm nhây lắm. Đó xàm vừa xàm vừa nhây nữa đúng không? Nhây mà nhây tới em xong rồi nhây qua tới cả mẹ chồng em luôn. Mẹ chồng em đến nỗi bây giờ mà ví chồng em là như một con đĩa đói là là sao là sao? Không có đeo không? Đeo đĩa đói là nhây quá mà không nhả ra, không chịu nhả. Nhây lắm, giống như đĩa nó cắn vô mà không đúng chịu rồi, buông ra không biết nhây lắm không chịu nhả. Có nhây với mẹ không? Có nhây có luôn. Nhây với mẹ chồng thôi, còn mẹ em thì đương nhiên rồi, nhây với mẹ mình chứ. Có những cái biểu hiện gì mà nó đáng yêu nó đáng yêu không? Nó ví dụ như trẻ thơ không? Mẹ em đang nhà mẹ chồng em thì kiểu bán tạp hóa, bán quán gạo cám đồ á. Mẹ đang nấu cơm mà dưới thì chồng em mới kêu mẹ ơi bán đồ, cái mẹ chạy ra mẹ giục hết đồ ăn, nó đang nấu nướng cái chạy lên nó đâu có ai đâu. Cái xong rồi dạ xong rồi cái nhiều khi đang không có ai, cái kêu là hết cám rồi chú ơi, hết gạo rồi, cái mẹ toán loạn rồi, mẹ chạy lên đâu mua gì đâu có ai mua đâu, tự nhiên ngồi nói không nói cho mẹ vậy. Xàm mẹ chạy lên chọc mẹ đó, có hay nựng mẹ rồi có hay hung mẹ rồi không? Không, chồng em thì nói chung là ít thể hiện với mẹ, nhưng mà thật sự là rất là thương mẹ. Tại vì mẹ, nói chung là mẹ chồng em rất là tuyệt vời, rất là dễ thương luôn. Dạ. Còn gì nữa không nè? Còn thật xấu gì nữa không? Ở dơ, nhây đó.
nhây đó rồi, nhây rồi, xàm rồi, nhây xàm đế rồi đó, cưa bộn rồi, bay hay rồi luôn. Nói chung là nhiều cái tật xấu lắm, ngủ gáy nữa. Dạ. Ngủ gáy, cái tật gáy của em không? Tội em ngủ ngáy, ngủ tội em ngủ ngáy mà em ngủ không được luôn á, ngủ mà đang ngủ mà bị giật mình tỉnh dậy luôn đó. Trời ơi, đứa nhỏ giờ chắc lo lắm. Thả bom, thả bom mà thuộc dạng là nguyên tử của loại khủng luôn chứ không phải là loại thường như người ta nữa. Mà thả bom xong rồi kiểu như cứ mỗi lần gần gần em xong rồi lấy cái chăn chùm lại, chùm lại cho em ở trong đó, xong rồi nên nhiều khi em đang ngủ, nhiều người ta ngủ say rồi là người ta không biết gì, nhưng em mà đến thúi quá mà ngủ say mà phải tỉnh dậy luôn là chị biết nó thúi cái cỡ nào rồi. Tại vì cái đồ nó nặng quá ngủ say rồi mà phải dậy mà phải chửi một trận đó mà mình ngủ mới được á. Thúi quá chịu không nổi. Dơ là dơ cái đó. Nhớ kỹ lại còn tật gì nữa không? Okay, tật gì mà đáng yêu á, đáng yêu với mẹ chồng em già đầu rồi mà vẫn còn như có sờ lỗ mũi, có sờ lỗ tai, có chồng em hay sờ ti mẹ. Sờ ti mẹ luôn. Chắc là hồi nhỏ là chắc là bú ti nè, bú ti. Chắc là mẹ cho bú chắc cầu cả năm à. Đi ngang, đi về, đi chơi, đi làm vậy. Quẹt cái. Sờ ti mẹ, bây giờ vẫn còn sờ ti mẹ. Bóp cái chân cặt. Nhưng mà em thấy mẹ phản ứng sao? Mẹ chửi. Sau rồi mẹ cầm, kiểu như mẹ cũng dí, mẹ đánh, cầm chổi rồi dí, dí hút lại. Chồng em nhanh lắm. Nhưng mà mỗi lần nhiều khoái lắm đúng không? Dạ sướng lắm. Có nghe em đi làm về mà em không nghe mẹ em chửi là em không chịu được. Không chịu được. Tại vì không... nhà em với nhà mẹ là cách nhau khoảng tầm 100 mét à. Ừ. Hai mẹ là bắt cổ á, bắt mặt cổ đó. Tại nói sao mỗi lần mẹ chửi là dữ lắm em. Dữ lắm mà em chửi là dữ lắm. Chửi chửi sao đâu, ví dụ như thí dụ một vài câu đi. Ví dụ như em toàn là chửi tục không à. Chửi em kể. Toàn mẹ em toàn là chửi tục mà. Chửi đi em sao? Cái thằng bố nhà mày tao đập chết mẹ mày bây giờ đấy. Xong rồi cầm chổi dí em nhưng mà không dí được đâu, em cứ để cho chân cho mẹ em quật này, xong em cứ rụt lại có quật được đâu. Năm lúc mà em để chân bên này mà có bà ngoại em ngồi đó mà em quật em né được, đập trúng đập trúng cái chân bà ngoại nữa. Xong rồi bà ngoại em chửi: "Ôi con này sao mày đánh tao?" Bắt cổ. Rồi vậy là hết rồi phải không? Không còn tật gì xấu nữa. Dạ đúng rồi. Không phải tật sự ti đáng yêu. Dạ ti đáng yêu mới bộ. Tật xấu đáng yêu. Dạ. Đó. Rồi giờ tới em đó Sơn. Dạ. Cổ nhìn thấy trẻ trung quá, mảnh mai quá, chắc không có tật xấu gì đúng không? Nói chung là vợ em thì không có tật xấu nào. Vợ em thì là tuyệt vời đó, nhưng mà có một cái là hay ghen. Ghen lắm. Ghen lắm. Ví dụ được ghen lắm là ghen thế nào? Ví dụ như em đi làm á, hoặc là đi mấy bạn bè mà đi công việc á, mà ví dụ như quá giờ mà khoảng tầm 10 phút thôi là về là vợ em nó khó chịu rồi. Em về là em nhìn cái mặt là mới lại cái thái độ là em nhìn thấy vợ em giận dỗi là em thấy khó chịu lắm. Thì vợ em khó chịu lắm, em chỉ cần đi một tí xíu thôi là khó chịu. Nên bởi vậy từ lúc em cưới vợ em tới bây giờ là chưa có đêm nào mà em đi chơi với bạn bè hết á. Cũng có nhưng mà đi trước về trước 8-9 giờ không à. Mà nếu mà có đi thì cũng phải dắt vợ theo. Em nói chung là em cũng sợ lắm. Lỡ mà cái buổi nào mà không dẫn coi như cổ đi theo thì chắc có lẽ là mặt kỳ lắm luôn. Là mệt luôn đó, mệt luôn đó anh. Cực kỳ mệt luôn đó, giận luôn đó. Một năm mấy về ở với nhau thì là có gây lộn, có cự cãi gì không? Chung là cũng có cãi nhau với cái vấn đề về em đi làm về muộn á. Là vợ em nói chung là còn nhỏ mà mình cũng giải thích nhiều rồi. Là anh đi làm công việc thì nó còn tùy theo thời gian nữa, mình về có thể về trễ tí xíu. Nhưng mà vợ không nghe. Vợ đang có bầu thì nói chung là ở nhà cứ hay suy nghĩ sợ em đi đâu á. Chị vợ em chỉ mỗi như vậy thôi chứ không còn cái tật xấu nữa. Dạ, không có tật xấu. Thì thực ra cái đó đâu phải là ghen. Không phải ghen, không phải ghen. Đang có bầu á, khó chịu trong người lắm. Dạ. Nội tiết tố nó thay đổi á. Dạ. Đó, mà cứ ở nhà hoài như vậy á rồi thấy chồng đi làm mà 8-9 giờ là trễ đó cưng. Cán bộ công nhân viên nhà nước đi làm là 5-6 giờ phải có mặt nhà rồi. Ông đi tới 8 đến giờ chắc đi tăng 2. Đó, từ 6 giờ đến 8 giờ hoặc đến 9 giờ 3 tiếng đồng hồ nữa ông làm gì? Phải suy nghĩ chứ. Dạ. Bắt buộc phải suy nghĩ thôi. Dạ. Một tuần một buổi thì may ra còn có thể khả dĩ bỏ qua được đúng không? Dạ. Tuần 6 ngày vậy thì bắt buộc phải nghỉ thôi. Nha. Dạ. Dạ. Không phải là bận xấu đâu nha. Dạ. Rồi bây giờ nè, em mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em thì hiện tại chắc em không mong muốn vợ thay đổi gì đâu. Cứ vậy đi mình như ơi. Vậy là tốt lắm rồi. Em thấy vợ em rất là tuyệt vời. Dạ, tuyệt vời. Rồi còn em? Em thì mong chồng em là bớt xàm lại. Bớt nhây với lại bớt cái tính nóng lại. Chồng em nóng tính lắm. Dạ, chỉ bớt có nóng như vậy rồi. Thôi. Dạ. Tại vì bớt nóng thôi. Dạ. Cái xàm cái nhây nó vui lắm á, vui lắm á. Nhưng mà nhây quá chị. Bớt dội bom nguyên tử đi. Dội bây giờ đứa con em nó hửi hết trơn. Không phải một mình vợ em hửi đâu mà hai mẹ con nó hửi á. Ủa cái mặt này hiền khô vậy mà nóng gì trời. Nóng phải có nguyên nhân chứ. Dạ đúng rồi, cũng phải có nguyên thường nhân. Thường những cái chuyện gì mà em nóng thích? Nói chung là ví dụ như mà
vợ em ví dụ như mà em đi mà ví dụ như em xin đi chơi á mà về mà trễ 8 giờ về đi là vợ khó chịu rồi mình cứ xin lỗi á, không chịu rồi mình cứ kiểu như mình cũng bực lên á. Mình cũng bực lên mà tính mình cũng hay nóng trong tất cả các công việc khác nữa, không phải công việc như vậy. Nhưng mà em ít khi em nóng với vợ em lắm. Nóng với vấn đề về công việc ngoài thôi. Ừ. Dạ. Vợ mình thì em không có nóng với vợ. Ừ. Đừng nóng vợ, vợ dạ. đang có bầu nóng tội nghiệp lắm. Dạ. Tại nó mệt lắm, có bầu dạ. nó mệt lắm luôn. Nhất là cái mùa nóng này nữa em ạ. À, mùa nóng nực với lại vợ còn nhỏ lắm, 21 tuổi là quá nhỏ để mà làm vợ và làm mẹ. Dạ. Thành ra là chưa có kinh nghiệm và cũng chưa có chuẩn bị hết mọi thứ để có thể đón như là đối diện với một cái gia đình nhỏ, rồi cái công việc làm mẹ ra làm sao, rồi làm vợ như thế nào. Thành dạ. ra là em phải hỗ trợ hết sức dạ. cho dạ. cho vợ em. Dạ. Đó nhé. Dạ. Mỗi ngày thì anh nghĩ là em nên cầm cái đàn, dạ. đàn những bài hát nào thiếu nhi cho con mình nghe. Dạ. Ờ, bên cạnh đó tặng cho vợ mình bài hát rồi lâu lâu trước khi sờ tí mẹ mình hát cho dạ. mẹ nghe bài nữa, không để cho vui vẻ cả nhà. Ừ. Nha. Dạ. Thôi anh chúc cho hai mẹ con em mẹ tròn con vuông, dạ. vợ chồng luôn luôn yêu thương nhau, dạ. hạnh phúc mãi mãi em dạ. nhé. Dạ. 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 Cảm ơn. Mình sẽ đến cái phần